Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây vẫn tiếp tục nóng lên với các cái thông tin quy hoạch và triển khai các cái dự án từ chủ đầu tư là TST Development và nhiều những cái doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc, hay khu vực hành chính xây trụ sở 12 bộ ngành trung ương trong tương lai. Hầu hết các cái ô đất ở trong khu đô thị này đã được quy hoạch cho các cái dự án tầm cỡ. Tuy nhiên thì hiện tại ngoài mảng bất động sản thì mình thấy mới chỉ có một dự án hoàn thành, một dự án đang triển khai xây dựng và một dự án đang khảo sát thử tính tải. Ngày hôm nay thì Hà Nội 24 giờ tiếp tục cập nhật cho các bạn hình ảnh về dự án xây dựng trung tâm R&D của Samsung trị giá 220 triệu đô la ở khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây này. Và cái khu vực dự kiến quy hoạch xây dựng trụ sở 12 bộ ngành trung ương trong tương lai. Trước đó thì hồi tháng 3 năm 2020 thì dự án xây dựng trung tâm R&D của Samsung được khởi công tại khu đô thị Tây Hồ Tây. Đây là trung tâm nghiên cứu với vốn đầu tư khoảng 220 triệu đô la. Dự án gây sự chú ý tại thời điểm đó bởi đây là cái công trình R&D có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Trung tâm này chỉ có cái chiều cao khiêm tốn với 16 tầng nổi và 3 tầng hầm, nhưng sẽ là cái nơi làm việc cho khoảng 3.000 nhân sự chất lượng cao. Dự án có diện tích xây dựng trên ô đất khoảng 11.000m2 và cái diện tích sàn sau khi hoàn thành là gần 80.000m2. Theo các thông tin từ chủ đầu tư thì cho đến hiện tại dự án này đã hoàn thành trên 50% khối lượng công việc và vẫn phấn đấu hoàn thành vào cuối năm sau 2022 theo như cái cam kết với chính phủ Việt Nam, bất chấp cái quãng thời gian trì trệ vì dịch bệnh Covid vừa qua. Sau hơn 10 năm đầu tư vào các cái nhà máy sản xuất tại Việt Nam thì dự án xây dựng trung tâm nghiên cứu này của Samsung là cái thành quả hợp tác trên một cái tầm cao mới. Việt Nam sẽ không chỉ dừng lại ở cái công xưởng sản xuất nữa, vì khi trung tâm này hoàn thành thì nó được kỳ vọng sẽ nâng cao cái năng lực nghiên cứu của các kỹ sư Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực phát triển sản phẩm mà còn ở các cái lĩnh vực nghiên cứu đang là xu hướng của thế giới. Khu đô thị Tây Hồ Tây hiện tại đã được đầu tư rất đồng bộ về cái hạ tầng giao thông và lại nằm ở một cái vị trí thuận tiện kết nối giao thông trong cả hiện tại và tương lai. Các cái dự án thứ cấp được sắp xếp và quy hoạch bài bản với cái mật độ xây dựng rất là thấp. Ngoài trung tâm R&D của Samsung đang được xây dựng thì còn có thêm các cái dự án thành phần được kỳ vọng sẽ sớm được triển khai, bao gồm tổ hợp Landmark 50 năm của Taseko Invest, đại siêu thị Emart của Hàn Quốc, rồi trung tâm thương mại Takashimaya của Toshin Development Nhật Bản, rồi trung tâm thương mại Seiji của Hàn Quốc, các cái dự án tháp văn phòng, rồi tổ hợp khách sạn 6 sao và cả một số trường quốc tế mà mình từng giới thiệu cho các bạn ở các video trước. Tuy nhiên thì hiện tại các bạn cũng thấy là ch��ch mới có cái dự án xây dựng trung tâm R&D của Samsung là đang triển khai ở giữa cái khu vực trống này thôi. Ở phía bên trong thì có trường quốc tế D-Way đã đi vào hoạt động. Còn cái chỗ ngã tư có một khách sạn văn phòng 9.000 tỷ đang thử tính tải. Nằm lọt giữa khu đô thị Tây Hồ Tây này còn có một cái ô đất rộng khoảng 35 hectare dành để xây dựng trung tâm hành chính và trụ sở của 12 bộ ngành trung ương trong tương lai. Ô đất này trải dài từ giai đoạn 1 vắt sang giai đoạn 2 của khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây. Nó có một mặt tiếp giáp với đường Võ Chí Công với chiều rộng khoảng 300m và chiều dài gần 1,2 km. Trước đó trong cuộc thi tuyển phương án kiến trúc tổng thể cái khu hành chính tập trung trụ sở các bộ ngành tại khu vực Tây Hồ Tây đã thu hút khá là nhiều đơn vị tham gia, và có 3 phương án đoạt giải cao nhất cũng đã được công bố và được trao giải. Các phương án kiến trúc được trao giải được cho là sẽ là cái cơ sở để lập cái đồ án quy hoạch xây dựng cái hệ thống trụ sở làm việc của 12 bộ ngành trung ương tại khu đô thị Tây Hồ Tây để trình chính phủ phê duyệt. Hà Nội thì dự kiến có khoảng 28 cơ quan bộ ngành trung ương sẽ lần lượt di rời khỏi khu vực trung tâm. Trong đó có 12 bộ ngành di rời đến khu vực Tây Hồ Tây này. Các bộ ngành còn lại được sắp xếp ở khu Mễ Trì ở quận Nam Từ Liêm với tầm nhìn từ năm 2030 đến 2050 nhằm giảm cái áp lực về giao thông và dân số cho cái khu vực trung tâm.
Dự kiến thì 12 bộ ngành sẽ chuyển về khu vực Tây Hồ Tây này trước năm 2030. Hy vọng năm tới sẽ có nhiều những cái dự án thành phần được triển khai ở khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây này, để công trình xây dựng trung tâm R&D của Samsung nó bớt lẻ loi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, rất mong được sự ủng hộ của các bạn trong các video tới. Mình là Biển của Hà Nội 24 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại.